Chào các bạn. Sau đây mình sẽ chơi một ván cờ trực tuyến các bạn. Đây, mình sẽ bình luận hơi nhanh một chút nhé. Elo của mình bây giờ là 1777. Mã xem là họ đến tốt đến lượt mình. Mình rất hay thích đi hay đi những nước cờ như thế này, mạo hiểm một chút các bạn. Nên tốt, họ sẽ đi nước nào đây? Gần đây uy hiếp chưa có gì các bạn ạ. Nên tốt E2 là nên tượng E2, nên đây họ sẽ tấn công vào đây, mở đường tấn công vào đây chưa có gì. Mã mềm giữ rồi, nếu cần mình sẽ nhập hành luôn. Tốt, đánh lên cũng chưa có gì, nhập thành xem nào. 4 phút 51, ông này chơi tỷ lệ cao đây, mà cánh này tốt này họ sẽ đi lên đây, họ duy trì cái thế tấn công của chỗ này nhiều khả năng. Đúng rồi, mình sẽ lên mã luôn. Họ sẽ làm gì? Mã mình có thể lên đây, mã mình cũng có thể lên đây, mình sẽ đuổi mã của họ. Có thể họ sẽ đánh vào đây, nhưng chắc là họ không dám đánh đâu, họ chỉ có nên bảo vệ con mã này thôi. Nếu đánh vào đây thì mình sẽ mở đường này ra và hậu con xe này sẽ tấn công cái này rất nguy hiểm đúng không? Ok, thành kim. Tốt, mình sẽ đánh lên đây. Tấn công mã. Mình lên đây thì sao? Mình lên đây xem nào. Họ sẽ làm gì? Tốt, đuổi à? Đúng thật. Tốt, đuổi về đây. Mã lên đây à? Các bạn nhớ nhá, elo của mình chỉ 1777 và trong khi đối thủ tranh nhau với mình là gần 100 elo. Thắng được họ mới là giỏi, thế còn nếu thua thì là chuyện bình thường. Và cái phần chơi này cũng dành cho các bạn mới tập chơi hoặc chơi nghiệp dư, những các bạn nào ở elo khoảng 1500 đến 1600. Ok, thoải mái có thể chọi đi. Mình sẽ về đây, mình lại về chỗ cũ thôi nhỉ, mình về chỗ cũ chả có gì cả. Tượng xuống đây thì mã ăn lên mà hậu về đây thì nên đây đuổi, nên đây đuổi họ sẽ ăn vào đây. Khôn vãi, chơi thì chơi thôi. Đúng, mình sẽ học thử luyện cách đánh bình tĩnh xem nào. Chưa có gì các bạn ạ, chưa có gì. Tốt này, tấn công lên thì con này phải lùi về, đó là chơi tính chơi nhập thành đây. Đẩy con này lên chơi luôn đi, hy sinh thêm con nữa coi. Mẹ xuống đi, tao lên đây tao chịu tướng. Cho mày vào trong luôn.
Tốt. Bây giờ là phải giữ được con xe này, giữ được con xe này là phải ra đây. Ra đây mà nó ăn mất thì mình phải chạy con này. Thì mình phải chạy tượng. Chà chà. Đến đây các bạn. Đấy, Hậu sẽ ra đây ăn chiếu tướng, đẩy đẩy xe lên. Mình đang mất hai con tốt, nhưng ngược lại họ không nhập thành được. Bây giờ mình sẽ tấn công vào đây. Xe nó phải ra đây. Lên đây. Chưa có gì. Ra đây. Xe vào đây. Tốt đánh vào. Tốt kia. Tấn công con xe. Mày chết. Thì nào. Tất tượng ta tấn công con xe này, mày phải chạy con xe nó không phải chết. Mà con mã lên đây bịt không được, tượng ra đây bịt cũng không được. Thua rồi em ơi. Con nước này nhìn ngon thế. Đúng không? Con này giữ chỗ này ông chú tướng rồi. Xe là phải xe đi là Hậu vào chú tướng, tóm lại vẫn mất. Nếu áp dụng được cái phần đào tạo ở đây và suy tính kỹ hơn, chỉ cần 2 hoặc 3 nước thôi các bạn ạ. Là các bạn chớp được thời cơ để trên cơ đối thủ được. Có thể cái nước tượng lên H5 này. Tượng từ H5 này mình chưa nghĩ ra từ vài nước trước. Để xem đối thủ nó đi như thế nào. Còn 1 phút 47 giây thôi. Họ sẽ làm gì? Chấp nhận mất à? Thua. Mất xe là thua, mà không mất xe Hậu không cách nào giữ được. Ô mà sao Hậu nó không ăn con này nhỉ? Ừ, có thể vẫn mình không để ý. Nhưng hình như họ không có cơ hội để ăn con này. Bây giờ thì hết cơ hội. Hậu mà ăn tượng thì sẽ đứt, nhưng mà có vẻ như không có cơ hội, bởi vì tốt mình đánh trong đây rồi. Họ ăn con này thì mình ăn con này chiếu tướng ăn lên, còn con này nữa cơ mà. Họ không thể chạy được. Hết thời gian 43 giây. Chia buồn nha anh. Elo 1851 bây giờ chia cho tôi được 14 điểm. Có vẻ như họ bỏ cuộc. Đúng không? Mình ăn con này chứ tướng họ không, họ phải đánh lên đây. Sao này đi về đấy? Nên đây ăn à? Tổ chịu ông. Chiếu tướng này. Nên đây đi. Chiếu nốt. Hết cả. Thế thế nào? Được 13 điểm các bạn ạ.